cắt và lên thì ta không giống dòm lên là lên là khó cắt mà dòm bình thường nghe bay không có quay em đâu. Máy cắt nhiều hả?
ngán nhiều mà. Vừa thôi, trời ngán nhiều quá sao nữa. Ngán nhiều quá. Đang giật lên á. Thế kéo tỉa thằng này. Gần tỳ nó cạp cái mặt anh, nó coi kiến á, nó không dữ lắm nó đang coi kiến, coi kiến còn kiến á, nó thấy có con rộng á. À, bữa nó cắn rồi mũi đậu không phải không? Ừ? Bữa mũi đậu nó cắn không? Nó chụp mũi á. Nhiều hay dừa ra. Chưa mất hả? Chưa còn không? Dày hay mỏng tóc nè, tóc thể dày hay mỏng. Lúc này là nó chụp đúng không? Đó đâu, tóc này ghép nhẹ. Coi kiến nhỏ không? Coi kiến nhỏ.